Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Hôm nay thì mình lượn lờ ở trên thư viện mini mới khám phá được một con map có tên là, thực ra mình cũng không nhớ tên gì đâu, nếu mình còn nhớ không nhầm ý thì hình như nó tên là cuộc chiến đào đá sa thạch hay đào sa thạch cái gì các bạn đây. Có ảnh bìa hình hai cái kiếm laser khá đẹp luôn, cho nên mình cũng tò mò vào chơi thử xem như nào các bạn đây. Khá là lâu rồi mình không làm lại cái video đó là cuộc chiến đào các thể loại. Hồi trước thì mình có đào kim cương, đào vàng, cái cắt lá cây, đào các thể loại, rồi bây giờ có đào sa thạch cận à. Để coi xem con map này nó có gì hay, có gì thú vị không cận nhá. Đọc qua một vài thông tin map xem như nào cận ơi. À đây, chủ map ID là chủ map Vũ, à tên là Vũ cận à. Ôi, không nhìn được ID luôn. ID là 23136427 cận nhá. Đó, ở chung thì mình thấy cái map này có khá là nhiều bạn tải rồi, không biết bạn nào đã chơi chưa. Bạn nào đã chơi map này rồi thì đừng quên để lại bình luận phía 1. Còn bạn nào chưa chơi map này thì đừng quên để lại bình luận phía 2 cận nhá. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bé hơn, đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông đăng ký ủng hộ mèo cận nhá. Trời ơi, vừa vào cái chạy ở sa lăn là chết luôn cận ạ. Giờ thì chỉ cao xuống à, hình như là để mình chuyển thử qua nhân vật Nini đấy. Chuyển qua nhân vật Nini đào cho nhanh các bạn ơi. Úi trời ơi, ui mới dùng cái cuốc lở mà đào nhanh phết nhở. Wow. Ai từ từ, mình có 24 khối này để nâng cấp thử nào. Em mà lên cuốc gì? À lên được cuốc gỗ này. Tôi lên được cuốc đá này. Ó, có cuốc đá các bạn ơi. Ui, đào cũng ok chứ. Ô, chưa kể mình có cái gì cái gì đấy, cái gì đấy. À, cúp kim cương luôn này, kinh nhở. Mở. Úi giời ơi, mở ra cúp kim cương nó ngon. Ui, số hên mở ra hẳn cúp kim cương. Wow, cận thấy chưa? Số đỏ mở thẳng ra cúp kim cương luôn. Trời ơi, đỉnh cao easy game luôn các bạn ơi. Vừa vào cái mở ra cúp kim cương, các bạn thử nào. Thử pháp nào. Ôi, úi giời ơi, cũng to đấy mà thôi. Đào thế này cho nhanh các bạn ạ. Ó, ui. Vừa vào phát số đỏ mở thẳng ra cúp kim cương luôn. Thế này thì nó là gắt quá các bạn ơi. Ó, hây. Ui, mà hỏng nhiều phết nữa. Thôi để mình về nâng cấp thử nào. Nâng cấp tiếp bạn ơi, về nâng cấp tiếp. Không biết là từ cúp kim cương lên là cúp gì nữa không. Trời ơi, đào tốc độ bàn thờ luôn. Thử em nào. À đây là cúp, à đây cúp ngọc lục bảo. À thế hả, từ mình đào cái gần hỏng đó. Khi nào mình đào cúp này gần hỏng đến cấp sau các bạn phải chiến thuật đấy. Đào cúp này gần hỏng từ nâng cấp sau nó đỡ tốn. Đó, phải như thế mới gọi chuẩn các bạn ạ. Nào nào nào, tránh ra cái nào cho tôi đào cái nào. Trời ơi, bao nhiêu đường không đi cứ chen nhau các bạn ơi. Nhân phẩm tốt, nhân phẩm tốt, vào phát của cúp xịn luôn. À, chiến thuật của mèo béo là không cần đánh nhau vội các bạn ạ, cứ phải từ từ đã, cứ từ từ thôi. Lát nữa đánh nhau sau. Ó, cứ phải kiếm đồ đã. Ôi u tim bạn à. Ôi thôi rẽ quay đầu làm mờ. U tim bạn kìa. Này thì cúp kim cương này, cúp kim cương này. Chạy gấp. Chạy gấp các bạn ơi. Ui, gần hỏng cúp các bạn ơi. Té chết rồi, gần hỏng cúp rồi. Gần hỏng cúp rồi các bạn ơi. Từ cẩn thận. Không hỏng cúp rồi chết. Rồi ok, mày quá về kịp rồi. Bây giờ nâng cấp lên này đấy, nâng cấp lên cúp lục bảo. Ok, bây giờ mình sẽ mua súng. Cúp mình nghĩ là cúp này khá là khỏe rồi, không cần thêm đâu. Bây giờ mình sẽ đổi qua dùng súng cận ạ. Mua súng đi, hay mua kiếm ta. Mua súng hay mua kiếm nhỉ, hay mua kiếm đi. Kiếm này, đinh ba này. Ui, không rồi, kiếm laser này. Kiếm kim cương này, kiếm lục bảo này. Ui, có kiếm năng lượng này. Ghê quá nhở. Có kiếm năng lượng các bạn ơi, được của nó đấy. Ui, cái cúp này mình thấy đào khá là nhanh luôn các bạn ạ. Vù. Ôi, mình cảm giác là từ cái cúp này không đào nhưng mà cúp kia, nhưng mà nó bền lâu hơn. À, nó còn hồi máu nữa hay sao kìa. Mình, ui cái gì đấy, hỏi chấm. Ơ, đâu ra đây. À, thằng nào đây. Móc lốp với chúng tôi này. Móc lốp với chúng tôi này. Móc lốp này, quà sao. Đánh cho hết sao rồi ơi. Đánh thế này hết sao luôn. Ở đâu rồi, khổ sinh à, ở đâu rồi. Ờ, chạy rồi các bạn ạ. Đánh cho thế này hết sao luôn. Trời ơi, khiếp thật. Sao gây sự, trời ơi, map đối chiến mà không có nhau làm gì. Ủa, chết gì ấy. Ơ, thế này kia đâu vậy, ủa kinh vậy. Ô, qua nào thế nhở, ghê nhở. Ủa, thế này hồi sinh đâu vậy. Ủa, kinh vậy. Không biết đâu ra luôn các bạn ơi. Bùm phát tên xuất hiện các bạn ạ, nguy hiểm quá. Trời ơi, khiếp thật. Map đối chiến không đánh nhau thì kích nhé. Map đối chiến không đánh nhau thì chơi cái gì. Ngáo à. Trời ơi, thanh niên kia bị ngáo cần rồi. Thanh niên phê cần rồi các bạn ơi.
Map đối chiến không đánh nhau thì làm cái gì? Ô thanh niên này bị say rồi, say trà sữa rồi các bạn ơi. Chết thật. Ô thế map đối chiến không đánh nhau thì đứng yên nhìn nhau à? Ơ thanh niên này lạ thật các bạn ạ. Chả hiểu các bạn ơi. Thôi. Chắc là tôi kích thanh niên duy không nhỉ? Thôi, chả hiểu các bạn ạ. Chả hiểu kiểu gì luôn. Ờ tự nhiên chơi đối chiến thì kêu gây sự. Thanh niên này chắc là từ tỉnh nào mới lên các bạn ạ. Không hiểu luôn. Người tối cổ hay người thổ dân nào ấy các bạn ạ. Chơi đối chiến bảo là không đánh nhau kiểu rồi. Không được, anh em không được đánh nhau. Chơi đối chiến anh em phải thân thiện đấy. Phải đứng yên chào nhau vẫy tay các thứ. Thế thì tôi chịu các bạn ạ. Thế thì thôi, mời bạn ra chơi sinh tồn bắt cua nhá. Khiếp thật, map đối chiến cuộc chiến đào sa thạch. Ông bảo là sao tự nhiên gây sự, tôi cũng lạy luôn các bạn ạ. Tôi cũng không biết phải trả lời như nào luôn các bạn ơi. Ôi rồi, ông này chắc là cần được bảo tồn các bạn ơi. Sợ thật sự luôn các bạn ạ. Không hiểu kiểu gì luôn. Ông này chắc là kiểu gì đó say rồi. Đi uống rượu say rồi. Này thì đứng nhìn này. Đứng nhìn này chém hết. Tôi cần hết đồ rồi. Thủ thế sẵn. Nào. Hey! Chém hết. À, đây. Chém luôn. À, kiếm xịn à. Chém luôn, chơi luôn. Hey, hơi cho. Này thì oanh chúng tôi. Ủa, kinh thế. Thế nên kêu khỏe thế. Từ để mình về nâng thêm đồ á, À, kiếm một 90 máu này. Ok. Để mình có nâng giáp nữa, không biết có mua giáp. À, mua giáp này, ngon. Mua được giáp các bạn ơi. Làm bộ giáp cái nhẹ nở sau nâng cấp sau. Đó, lát nữa mình nâng cấp giáp sau. Cứ mặc tạm bộ này đã. Ok, bây giờ kiếm đồ tiếp, tranh thủ đi kiếm đồ tiếp. Đi đập đồ tiếp, ok luôn. Hey. Ui, cái cúp này mình cảm giác nó đào không nhanh bằng kim cương các bạn ạ. Cái cúp này thì nó bền hơn cúp kim cương. Đó, nhưng mà nó đào không nhanh bằng cúp kim cương. Thế nó mới buồn cơ. Đó, nó được cái bền hơn thôi các bạn ạ. À, cái gì? Ôi, tim mình không đi đường khác thì giật hết cả mình. Cứ tưởng tim bạn hóa ra tim mình các bạn ạ. Giật hết cái mình luôn, ông này cứ dọa người. Các bạn ơi, phải để mình nâng cấp giáp các bạn. Nâng cấp giáp các bạn ơi. Chết thật. Giáp sắt này. Đồ sắt, ôi hết tiền luôn này. Ok, tạm thời này đã. Cứ phải từ từ tích đồ các bạn ạ. Má hay chứ. Mình thấy map này khá là hay luôn các bạn ạ. Map hiện tại là có 10 người các bạn nhá. Có 10 người. Công thành luôn. Anh thủ công thành các bạn ơi. Là múa phát ra làm vài đường cơ bản cái nhở. Ờ, đâu rồi. À, lấy đồ. Đâu rồi. À. Này thì chém này. Hỏa to. Ô, hỏa to. Hây. Chém, ôi kinh thế nhở. Thế cầm kiếm khỏe thế. Mà không sao, mình có qua sao mà. Mình qua sao để làm cái gì. Cầm kiếm xịn thế. Thế là cầm kiếm xịn các bạn ạ. Đúng là kiếm xịn được khác. Trời ơi. Kiếm xịn. Kiếm khủng à. Hàng khủng của chúng tôi. Hàng khủng thì cũng tôi đánh hết. Đánh hết, ok thôi về thôi. Ôi, tạm thời thế các bạn ạ. Về nâng cấp giáp tiếp. À, về nâng cấp giáp rồi chơi sau các bạn ạ. Ôi, đâu ra đây. À, đâu ra vậy. Ủa, kinh vậy. Đâu ra đây, chạy này, chạy làm sao kịp nữa bạn ơi. Để mình nâng cấp đồ sắt đây này, nâng cấp quần sắt này, ok, rồi. Để mình lấy thêm đồ bạn ạ, phải kiếm thêm đồ á, mình thấy cúp này hơi cùi nhỉ. Cúp này cảm giác nó hơi cùi, phải nâng cấp thêm cúp khác thôi. Cúp này lởm quá các bạn ạ. Nếu không biết là có nâng cúp khác không đây, à không được. Phải không biết là cần bao nhiêu tiền mới nâng cúp khác các bạn ạ. Cúp này đều quá. Nó cứ đào chậm kiểu gì. Mặc dù anh xài Nini đó, đang xài Nini hết mà cảm giác đào như không các bạn ạ. Cái đấy, đá thì chuyển làm gì kia. Ok luôn, đào nó cũng không được nhanh lắm các bạn ạ. Đây, nâng cấp thử em nào. Không biết có lên được cúp khác không đây. Không đủ tiền à. Hình như là cúp quấy rồi sao ấy. Cúp đá lam là cúp quấy rồi phải. À đây, cúp mặt trăng này. À, cần tận 200 cửa. Cúp ruby này, cúp xuyên thấu này. À, cần 192, trời ơi. Cần tận 192 các bạn ạ. Nhiều thế. 192 cái sa thạch cơ. Ok, đào tiếp, nâng cấp sau. Thật sự luôn. Ui dồi. À, làm sao. Định làm gì. Ông định làm gì tôi hả? À, cứ tưởng tìm bạn hết hồn luôn. Thế nhìn kia cứ dọa người con ạ. Tìm cái đường khác mà đi. Bao nhiêu đường không đi. Cứ chui đường mèo béo con ạ. Mệt mỏi thực sự luôn. Đây. Đâu rồi, không thấy tim bạn đâu các bạn ạ. Phải cẩn thận, phải cảnh giác. Ông này cứ đi theo làm gì, lúc chết chùm bây giờ.
Trời ơi. Không biết đủ chưa ta? Chắc là đủ rồi, vậy hình như vẫn thiếu. Từ từ. Phải đề phòng team bạn nó đây. Đề phòng team bạn kích thích đồ á. Hình như team bạn nó thích đồ rồi các bạn ạ. Team bạn cũng đang đang đi đào mỏ rồi. Chắc là cũng đang án binh bất động các bạn ạ. Thế chưa có động tĩnh gì. Đấy, chắc là cũng đang án binh bất động rồi. Cứ phải từ từ các bạn ơi. Không có gì mà vội vàng được. Vội là chết nha. Cứ phải từ từ. Đồi đâu, ôi bắn cung kìa, ông là bắn cả mũi tên thì nhìn kinh thế. Đây, cúp ruby để coi xem. Cúp ruby đào khá nhanh luôn. Wow, đây. Ít ra nó phải như này chứ. Đó, đào như này mới sướng nè. Đúng rồi, đó. Thế này mới yên tâm canh tác này. Đấy, đào mỏ các thứ này. Trời ơi. Hey. Đào tiếp. Ui, thằng nào đây? Khiếp thật. Thằng nào đây? Nhanh vậy. Úi giời ơi, thằng nào đâu ra đây? Từ mình nâng cấp, tí mình nâng cấp sao lên. Chém này. Ok, chém tiếp này. Kiếm xịn với chúng tôi này. Tưởng mình ông kiếm xịn á? Tưởng mình mi kiếm xịn à? Hả? Tí mình nâng cấp giáp lên các bạn, không sao, về tiếp. Ok, tạm thời thế đã. Lái rồi. Tí mình lái các bạn ơi. Đó, về tích đồ rồi. Bây giờ tích đồ. Cái gì đây? Kinh thế nhở? Chém chạy đâu cho khỏi nắng hả? Ok luôn các bạn ơi. Tích đồ tiếp. Bây giờ cứ từ từ thôi, phải tích đồ các bạn ạ. Không việc gì phải vội vàng cả. Ok. May quá, có ban chế tạo đây rồi. Kiếm vũ trụ luôn. Ok. Có kiếm vũ trụ các bạn ơi. Nào anh em đâu rồi. Nào lên chém cái nhẹ này. Nào. Huy này. Này chém này. Hồi sinh hộ cái. Ây, múa kiếm. Ây, thỏ. Này, chạy. Ui, thôi. Hồi sinh cả nơi, đồ. Mình đang thắng rồi, thì mình đang lợi thế hơn mà, lo gì. Đang lợi thế hơn, không có gì ở vội vàng các bạn ạ. Cứ từ từ thôi. Team mình đang lợi thế hơn. Cho nên cứ tích tiền mua đồ các bạn ạ. Để mình nâng cấp giáp kim cương các thứ lên á. Đó. Mình nghĩ là kiếm này khá là khỏe rồi. Ôi, bắn súng này kinh thế. Để mình nâng cấp giáp lên các bạn ơi. Nâng giáp. Tầm này nâng giáp lên. Đó. Nâng lên xích giáp này. Quần vàng này. Đó. Áo xích giáp này. Ui, hết tiền luôn. Nâng hết cả tiền các bạn ạ. Ok, cái gì đấy, bắn cái gì đấy, cùng team bắn cái gì, ông này lại say rồi. Thanh niên này lại say rượu rồi, chết giờ. Bây giờ có luật cấm rượu bia ấy nhá. Ông này lại say rượu rồi, chết thật. Team mình, để bắn team mình như nào này thì chết người các bạn ơi. Hey. Ó, để mình đặt đồ á, nhặt đồ đi kiếm thêm đồ đã, kiếm thêm ít đồ các bạn ạ. Ó, ok luôn, đi kiếm thêm, đây. Chạy này. Sao hồi sinh này. Hồi sinh với chúng tôi này. Hồi sinh nữa xem nào. Không dám hồi sinh nữa luôn. Hồi sinh nữa xem nào. Ôi hồi sinh, ok. Quà sao với chúng tôi, đứng canh luôn các bạn ơi. Hey, để kiếm thêm tiền á, kiếm thêm ít tiền á. Nâng cấp giáp tiếp. Nâng cấp cái này lên đồ vàng cơ à. Đây, nâng cấp cái mũ cả giày các bạn ơi. Đâu nhỉ? Đây, mũ này. Giày này. Ok luôn, xong mũ vàng này. Ui, giày vàng này. Ok luôn các bạn ơi. Rồi, cứ từ từ thôi, mình nâng cấp đồ lên các bạn ạ. Mấy thế này xác định đi. Tích tiền á. Hey, khi nào cúp hỏng rồi thôi. Khi nào cúp hỏng mình nâng cấp sau các bạn ạ. Đấy, khi nào cái cúp này gần hỏng ý, mình nâng cấp cúp tiếp theo. Đó, chiến thuật các bạn ơi. Cái này là không sợ bị tốn tiền. Đó, cứ dùng gần hỏng đi. Dùng khi nào gần hỏng ở tính sau các bạn ạ. Đó, có vẻ ổn đấy nhở. Tiếp. Hey. Ok luôn. Rồi, tìm mặt rồi. Tấn công. Đâu rồi. À, thấy rồi kìa. Thấy mục tiêu rồi kìa. Hey cha. Chém này. Làm gì đây? Định làm gì với chúng tôi? Hey, này thì bánh này, mèo béo cân tim. Chạy. Ui, may quá, không sao, hồi sinh được. Còn nhiều sao lắm, không gì phải sợ cả. Thì chém này. Ok, rồi, ok, về mua đồ tiếp cả nơi.
Nâng lên giáp vàng này, ok luôn, giáp vàng này, giáp kim cương luôn nè, ngon luôn các bạn ơi. Để mình nâng mũ lên kim cương luôn. Ồ, chưa đủ tiền à? Không đủ tiền là mũ kim cương à? Ok, không đủ thôi. Kiếm tiền thép, kiếm thêm tiền các bạn ơi. Không đủ chúng ta lại kiếm thêm tiền, lo gì. Víu, khi nào cúp gần hỏng chúng ta nâng cấp cúp. Này thì tôi cầm mặc giáp xịn rồi, một chém không chết đâu. Mấy bạn kia không chịu mua giáp, cái tội không chịu mua giáp này, khinh thường giáp à. Giáp là quan trọng lắm đấy nhá, các ông cứ khinh thường đi, cứ chịu không chịu mua giáp đi. Ờ, giáp là hơi bị quan trọng đấy. Từ để mình chuyển qua nhân vật Laura nữa đấy, siêu trâu luôn nào. Hey, đào phát. Nhiều thế đấy nhở. Từ mình nghĩ đủ nâng giáp kim cương đấy, về nâng thêm giáp kim cương các bạn ạ. Lát nữa mình nâng cúp sau, mình sẽ nâng cấp cúp sau. Thanh niên gì đây, thanh niên đấy, thanh niên đấy, thanh niên đấy, thanh niên nào đây hả, làm gì. Hey, căng nhở. Đâu rồi. Người ta mặc đồ kim cương ở đấy nha. hồi sinh em nào. Hồi sinh rồi các bạn ạ, không thấy ra ngoài nữa. Để mình chế mũ kim cương này rồi, có mũ kim cương luôn, nâng quần lên, quần kim cương luôn đó. Quần kim cương này từ phụ ma nào, phụ ma giáp bên nào. Ui bền à, bền là hơi phế nè, cũng được các bạn ạ, dùng tạm vậy. Giày kim cương luôn đó, trời ơi, full đồ kim cương luôn các bạn ơi. Để lấy thêm quà sao là phụ ma thử xem như nào nhá. Đó, lấy thêm mấy cái quà sao các bạn ạ. Đấy, ok luôn. Rồi. Thanh niên kia làm gì kia, để mình phụ ma xong ra. Giày này, kháng đánh lui bền cũng được. Kháng đánh lui phản kích, có phản kích này ngon. Kháng nổ hơi phế, ok rồi. Nào, định làm gì. Full đồ kim cương rồi nhá, tầm này full đồ kim cương rồi. Full đồ kim cương các bạn ạ. Không có ngại bố con thằng nào hết nhá. Đâu chạy với chúng tôi này. ok, để mình về mình xem mình kiếm thêm ít tiền á, hết tiền rồi không sao. Nào, đâu rồi. Bắn súng này. Súng ở châu vậy, ủa thằng gì châu vậy, ôi. Thằng bất tử. Chơi trò búp bảo liên tục vậy. Thanh niên kia chơi búp bảo liên tục kìa. Ủa chơi kinh vậy. Chơi hồi máu liên tục kìa. Ghê vậy. Ủa sao châu vậy nhở. Ủa sao làm được vậy. Tuyệt chiêu mới à. Tuyệt chiêu mới các bạn ơi. Tuyệt chiêu hồi máu liên tục kìa. Ủa hack à. Thanh niên cầm súng gì mà hồi máu liên tục kìa các bạn ơi. Chả hiểu kiểu gì luôn các bạn ạ. Ok rồi các bạn ơi. Và nói chung là hiện tại team mình lên 100 mạng rồi. Khá là khỏe rồi các bạn ạ. Khá là bá đạo rồi. Trời ơi, lên tận mấy trăm mạng rồi. Đuổi thanh niên này nào. Đuổi thanh niên thử lên nào. Chạy đâu em ơi. Chạy đâu, một chém luôn. Đó, nói chung hiện tại team mình khá là bá đạo rồi các bạn ạ. Hey, đứng đây cân team luôn, cầm đồ kim cương luôn. Nói đứng cân team luôn các bạn ơi. Trời ơi. Này thì bấm này. Nào, hồi sinh này. Quá là bá đạo luôn rồi các bạn ạ. Ok thì chắc là video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Đó, hiện tại mình full đồ kim cương, cầm cái kiếm này rồi, cầm cái cúp ruby rồi. Nói chung cũng khá là khỏe các bạn ạ. Mình nghĩ là không cần phải chơi tiếp đâu. Đó, ID map này nó không biết là gì ta. Để mình coi lại cái ID map xem như nào. Đây, mình thấy map này có khá là nhiều tải người tải rồi đấy. Đây, map tên là Đào Sa Thạch của bạn Vũ Khuyết Tật. Sao đặt tên nghe bi quan đấy nhở. Tên là Vũ Khuyết Tật các bạn ạ. Đó, ID là 23136427 các bạn nhá. Đó, các bạn thấy map này hay và thú vị, đừng quên lên thư viện mini tải map ủng hộ bạn ấy các bạn nhá. Ok, video xin phép được kết thúc đấy thôi. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.